Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: tất cả những ai Cha đã ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không xua đuổi ra ngoài, vì tôi đã từ trời xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những ai mà Người đã ban cho tôi không để mất người nào, nhưng tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, trước tiên cho tôi thay mặt các anh, các cha trong tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tại Việt Nam, xin gửi lời chào thăm tất cả anh chị em nam nữ độc thân và hiệp hội sống tin mừng trong gia đình đồng tâm ở tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho cha cố Phêrô lễ dỗ 6 năm, các linh mục, các anh chị em độc thân và cả những anh chị trong hiệp hội sống tin mừng ở tại Việt Nam đã qua đời nhân ngày gần cuối tháng 11. Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các linh mục. Khi cử hành thánh lễ nhớ về những người đã qua đời, tôi cảm nhận hai điều này. Thứ nhất, cùng nhau xác định lại đức tin về sự sống lại của nhân loại sau cái chết, cụ thể là của cha cố Phêrô và các anh chị em trong gia đình đồng tâm của chúng ta. Hẳn chúng ta còn nhớ rõ trong Kinh Tin Kính, khi cùng với giáo hội chúng ta tiên sinh trong từng ngày Chúa Nhật, hay trong dịp chúng ta đi viếng nghĩa trang, không phải chỉ tháng 11 mà cả những ngày khác nữa, tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Đó là đức tin của chúng ta và của giáo hội. Quả thật đúng như vậy. Nếu cái chết là một điểm chấm hết thì đức tin của chúng ta thật là điên rồ và lỗ bịch. Nếu Đức Giêsu Kitô chết mà không phục sinh thì đó là một trò cười cho thiên hạ, khi chúng ta đi và bước theo Ngài trong hành trình dương thế với những lời cam kết trong tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu, sống đúng căn tính là người Kitô hữu và là người tu sĩ sống giữa đời. Nhưng cuộc sống con người không là cùng đích ở trần gian mà cũng không chấm dứt bởi cái chết. Cái chết mở ra cho con người một chân trời mới, một nơi sống mới. Mà chiều hôm nay trong bản văn tin mừng, mừng kính lễ Chúa Kitô vua khép lại năm phục vụ, Chúa Giêsu đã nói với anh trộm lành rằng: hôm nay anh được ở trên thiên đàng với Mẹ. Thì ra cái chết dẫn đưa con người đến một nơi mà chính Thiên Chúa đang sống, một ngôi nhà mà Đức Giêsu Kitô đã hứa là dọn sẵn cho từng người chúng ta, mỗi người một chỗ. Thầy đi để dọn chỗ cho chúng con, vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Đó cũng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài đã cầu nguyện cho tất cả mọi người tin vào Ngài. Lời cầu nguyện tuyệt vời của Đức Giêsu cho cả chúng ta mà Thánh Sử Gioan đã ghi lại. Chúng ta hãy cùng nghe. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này mà còn cho những ai nhờ lời của họ
mà tin vào con, để tất cả nên một như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính cha đã sai con và yêu thương họ như đã yêu thương con. Như thế, chúng ta xác tín và tin tưởng tuyệt đối rằng cái chết không phải là điểm chấm hết của một kiếp người, nhưng là đưa họ vào vương quốc của Thiên Chúa. Cảm nhận thứ hai, khi tôi dâng lễ và cùng anh chị em ở đây, đó là hình ảnh người thân ùa về trong tâm trí của chúng ta. Chắc hẳn anh chị em chúng ta tham dự thánh lễ, lúc này hình ảnh của cha Phêrô Thành, của chị Maria Thanh, của chị Sang và của tất cả các anh chị em khác, và với Hiệp hội Sống Tin Mừng, chắc có lẽ anh Trân vừa qua đời trong mấy ngày vừa qua ở tại Phương Lâm cũng ùa về trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta không thể quên giọng nói, dáng đi, cử chỉ, mọi hành động của cha Phêrô và của anh chị em ấy khi có dịp gặp và sống chung với nhau, trong những lần học tập, trao đổi kiến thức, trong những lần họp tổ, họp huynh đoàn tại nhà quận 8, trong những dịp linh thao hay tĩnh tâm. Và chắc chắn trong ký ức của mỗi người có những điều tốt, những sự quảng đại, tận tụy phục vụ của cha cố Phêrô và của các anh chị em kia. Cũng có những lời nói, cử chỉ hay hành động mà làm chúng ta khó chịu hoặc bực mình. Tất cả là một con người vẫn còn những yếu đuối và mỏng giòn ấy. Thế nên họ mới cần thánh lễ, cần lời cầu nguyện tràn trĩu mân côi và sự hy sinh của mỗi người chúng ta để cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên, theo thiện ý của tôi, chắc chắn điều tốt, sự hy sinh tận tụy của cha cố Phêrô, các linh mục khác, các anh chị em độc thân và Hiệp hội Sống Tin Mừng của chúng ta, điều tốt ấy chiếm đa số, và đó là mẫu gương để lại cho cuộc đời lữ hành của chúng ta hôm nay cho đến khi chúng ta được gọi về với Chúa. Xin được nhớ lại một chút kỷ niệm về cha Phêrô và chị Thanh trong những ngày mà tôi có dịp gặp. Với cha Phêrô, tôi gặp ngài chắc có lẽ khá lâu, từ năm 1989-90, khi tôi trở về từ dòng Don Bosco, khi gia nhập Chủng Viện Xuân Lộc, và sau đó gặp ngài ở quận 8. Với một con người nhìn rõ vẻ nghiêm nghị, nghiêm khắc, nhưng khi tiếp xúc cá nhân với cá nhân, tôi mới cảm nhận được đó là một con người giàu lòng nhân từ, có kỷ luật và đôi khi rất cứng cỏi để huấn luyện một con người. Những lần đi linh thao với cha Phêrô, trong những dịp ở Đan Việt Si Tô Phước Lý, thời đó chưa có phà, đi vào những con thuyền nhỏ, và tôi nhớ, không nhớ năm mấy, chắc có lẽ là 1997-96 gì đó, sau đợt linh thao ấy, ngài bảo tôi vào nhà tập. Tôi cũng ngừ ào ào, rồi trong một thánh lễ đấy, tôi gia nhập tu hội đời những tâm trí Giê-xu với tư cách là tập sinh. Thế nhưng rồi hoàn cảnh không cho phép, tôi cũng không có tuyên khấn và bỏ bám luôn vì điều kiện riêng của mình và của giáo phận Xuân Lộc.
Và cứ thế tôi vẫn cứ len lỏi để đi linh thao, đi gặp Ngài trong những dịp thuận tiện khi có dịp về quận tháng. Ngay cả khi chuẩn bị chuyển chức linh mục, tôi cũng gặp được Ngài một lần. Và sau khi chuyển chức linh mục thì không gặp nữa. Cho đến vài ba năm sau, gặp Ngài được ba lần từ khi mình chuyển chức linh mục. Những lần tới quận 8 thì không thấy, và chỉ gọi điện, Ngài bảo nếu muốn gặp anh thì alo trước, vì anh nhiều công việc. Một lần gặp ở quận 8 khi làm linh mục rồi, thì Ngài chỉ hỏi tôi, kỳ này công việc mục vụ thế nào? Tôi bảo rất bận rộn, bởi lẽ em coi hai giáo xứ Tâm Hòa và Bảo Hàm. Ngài chỉ nói với tôi rằng cố gắng thu xếp đi linh thao, bởi lâu rồi không đi linh thao, không xác định và không định hướng cách sống của mình. Lần cuối cùng tôi gặp Ngài tôi vẫn nhớ mãi là một dịp rất tình cờ khi tôi đi xuống nhà thờ Đức Bà vào tiệm sách để tìm mấy cuốn sách. Khi mua xong đi ra gặp cha cố Phêrô đi vào, tôi giật mình và Ngài cũng giật mình. Tôi chỉ hỏi kỳ này anh khỏe không? Ngài chỉ nói với tôi rằng cũng khỏe, nhưng không khỏe như hôm trước. Và Ngài chỉ nói không biết được 5 phút không, rất vội vàng vì ai cũng có công việc. Cuối cùng Ngài chỉ nói với tôi rằng xem thế nào trở lại với tu hội. Và sau cuộc gặp đấy thì anh trở về Bắc và anh qua đời. Còn hình ảnh của chị Thanh tôi vẫn nhớ mãi, của một người phụ nữ rất cứng cỏi, là một người mẹ nhưng cũng là một người cha. Tôi gặp chị nhiều lần ở quận 8 khi xuống gặp anh Thành. Và lần cuối cùng khi tôi gặp chị là chị nằm ở trên giường, tôi nhớ phía nhà dưới, và cơn đau ung thư đã làm cho chị mệt mỏi. Thế nhưng một con người cương nghị, tôi không thấy toát ra một lời kêu ca nào. Hay tại tôi lâu lâu mới gặp Trăng, nhưng trên khuôn mặt của chị Thanh vẫn nở một nụ cười, cho dù căn bệnh đã đi tới gần hồi kết thúc. Và khi chị qua đời, anh Thành chỉ gọi cho tôi rằng chị Thanh qua đời, em đi lễ an táng. Tôi chỉ dạ dạ vâng vâng, và tôi hỏi ngày giờ, và tôi nhớ không rõ lắm, chắc chính xác là thánh lễ vào ban sáng ở tại tu viện nào đó, tôi quên rồi. Và tôi là một người rất lặng lặng, đứng ở rất xa, kính nhi viễn chi, và âm thầm cầu nguyện cho chị Thanh. Sau đó tôi rút lui một cách rất âm thầm, như không ai biết mình, và chỉ nói với Chúa rằng con tham dự thánh lễ trong sự âm thầm và rất xa để cầu nguyện cho một người đã qua đời. Những hình ảnh, những câu nói và tất cả những gì tôi đón nhận từ khi tôi trao đổi riêng tư với cha Thành, từ khi tôi gặp chị Thanh ngay cả lúc chị còn khỏe, và ngay cả khi đến hồi kết thúc cuộc đời của mình, vẫn để lại trong tôi một hình ảnh tốt của một người thầy, của một người anh, của một người mẹ, của một người chị mà thao thức với tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tại Việt Nam. Và chắc có lẽ hôm nay tôi đứng đây tôi dâng lễ là một duyên cớ lạ thường. Sau khi anh Thành chết, tôi trở về với nhà quận 8 để đón xác anh. Và trong thánh lễ đêm hôm ấy, tôi nói rất rõ về anh, về tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu,
Và chắc có lẽ nhiều người giật mình, không biết ông cha từ trên trời đâu rơi xuống mà biết rất rõ về tu hội, về con người của cha Phêrô. Và chắc có lẽ các chị ngồi đây cũng không biết được tôi là bao. Và sau thánh lễ an táng, tôi chỉ đứng rất xa khi đưa linh cữu cha Phêrô lên tới đất thánh này. Tôi đứng gần tuốt ngoài cổng, và sau đó tôi cũng rút lui có trật tự, rất âm thầm, sau khi an táng một người thầy, một người cha, một người anh đã đồng hành với mình, và mình cũng đã đồng hành với anh. Để kết thúc, tôi xin gửi lại cho người thầy, người anh và các anh chị em trong gia đình Đồng Tâm bài thơ vô đề của một ai đó tôi lấy trên mạng, nhưng tôi xin chỉnh sửa một vài từ, xin phép tác giả. Tri thức ngày xưa trở lại đây, ân tình sâu nặng của cha thầy, người mang ánh sáng soi đời trẻ, lái thuyền đò chiều sang bến đây, đò đến vinh quang nơi đất lạ, xin cảm ơn người lái đò hay, ơn này con mãi ghi trong dạ, người đã giúp con vượt đắng cay. Mời đứng, chúng ta đọc lời nguyện đối với Chúa.